Hàn, chúng ta dừng lại đi. Anh chơi em à? Không, anh nói nghiêm túc đấy. 17 tiếng trước anh còn nói là yêu em cơ mà. Bởi vì ngay từ đầu anh đã nói rồi, anh không bao giờ bỏ vợ. Giờ Hồng đã biết, tức là chúng ta phải dừng lại. Anh sẽ chuyển cho em một khoản tiền đủ để sống. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi. Lý trí lên. Thứ duy nhất anh có thể cho em lúc này bây giờ là tiền. Nếu như anh không quay đầu lại thì anh Hồng sẽ tan nát hết. Anh biết thừa là em đến với anh không phải vì tiền mà. Anh là người có tài mà. Không cần chị Hồng, không cần gia đình đấy, anh đều có thể là... Anh không thể từ bỏ hiện tại được. Mình chia tay đi. Em biết người hy sinh nghĩa là em, nên là em ngay từ đầu em đã biết là sẽ có ngày anh quay trở lại với vợ. Thôi được, chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi. Em chỉ muốn suy nghĩ đến việc anh cô đơn trong căn nhà đấy. Em không được tự tay chăm sóc anh nữa. Những gì mình đã có, anh sẽ không bao giờ quên. Em quá tốt với anh. Người như em xứng đáng tìm được một tình yêu được trọn vẹn. Kết thúc với anh, em sẽ có được một hạnh phúc mới. Sẽ có người yêu em. Em về đi. Kết thúc đi, rồi chương mới sẽ thực sự bắt đầu. Hồng ơi, Hồng ơi, nghe anh nói này Hồng ơi. Hồng, Hồng ơi. Anh cút đi cho tôi. Anh cút cũng được, nhưng mà em đừng có giam mình trong phòng như thế nữa. Em phải ăn uống đi chứ, không thì sống làm sao được. Không sống được thì anh để cho tôi chết đi. Anh thích như thế mà. Để anh đến với con An, mà không phải lén lút nữa. Anh xin em đấy, anh đã kết thúc với cô ta từ hôm đấy rồi. Bây giờ em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng mà em đừng bỏ anh. Hồng ơi, Hồng ơi. Hồng, chẳng việc gì tôi phải trừng phạt anh cả. Việc anh làm, trời biết, đất biết, quả báo sẽ đến nhanh thôi.